Thưa quý vị, trong tuần này thì nhiều mặt hàng trái cây của nước ta xuất khẩu sang thị trường Trung Quốc thì đã bị ùn ứ tại các cửa khẩu do quy định kiểm soát ngặt nghèo hơn từ hải quan Trung Quốc. Còn với mặt hàng thủy sản thì hoạt động xuất khẩu sang Trung Quốc cũng đã suy giảm do ảnh hưởng từ việc siết chặt nhập khẩu tiểu ngạch và kiểm soát chất lượng. Nhiều chuyên gia dự báo đây mới là khởi đầu cho những khó khăn sắp tới của thủy sản Việt Nam khi tiếp cận với thị trường nhập khẩu lớn nhất này. Theo báo cáo của Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Trung Quốc, nhu cầu nhập khẩu thủy sản của Trung Quốc là hơn 3 triệu tấn, tương đương 6,9 tỷ đô la Mỹ mỗi năm. Trong năm 2018, kim ngạch xuất khẩu thủy sản của Việt Nam sang Trung Quốc đạt 14% về giá trị và 6% về khối lượng, mang về 1,2 tỷ đô la Mỹ. Tuy nhiên, sau tháng đầu năm 2019, xuất khẩu thủy sản sang Trung Quốc chỉ đạt 572 triệu đô la Mỹ, giảm hơn 2,3% so với cùng kỳ năm trước. Trong đó, xuất khẩu tôm giảm gần 5%, thậm chí nhiều mặt hàng không thể xuất sang Trung Quốc như tôm hùm hay mực khô. Chỉ có cá tra tăng gần 2%, còn cá ngừ thì tăng mạnh 183%. Một số mặt hàng chúng ta chưa nằm trong danh mục, không được nằm trong danh mục được phép xuất khẩu vào Trung Quốc. Cái thứ hai nữa là cái sản phẩm đó có trong danh mục rồi nhưng mà lại được thu gom trôi nổi, không được gia công chế biến tại cái cơ sở mà có cái cốt xuất khẩu đi vào thị trường này. Thứ ba nữa là một số các cái sản phẩm chúng ta không đạt cái yêu cầu về vấn đề về truy xuất nguồn gốc, về vấn đề về bao bì nhãn mác mà vừa rồi Trung Quốc siết rất chặt những cái quy định này. Ngoài những biến động trong chính sách nhập khẩu, thì mới đây việc căng thẳng trong mối quan hệ Mỹ-Trung và việc Trung Quốc phá giá đồng nhân dân tệ cũng khiến giá thủy sản Việt Nam tăng cao, giảm sức cạnh tranh tại thị trường Trung Quốc. Để vượt qua được điều này, thủy sản Việt Nam không còn cách nào khác là phải kiểm soát tốt chất lượng và tập trung vào xuất khẩu chính ngạch. Họ nhập khẩu theo cái con đường là gần như là hoàn toàn là chính ngạch vào các cái cảng của Trung Quốc và từ đó mới đưa về, thí dụ giả sử như Vũ Hán, để trên cơ sở có thể tiêu thụ sâu vào trong các cái khu vực đông đảo hơn cũng như là có cái nhu cầu cao hơn. Theo quy định, thủy sản Việt Nam xuất khẩu phải được sản xuất tại cơ sở có tên trong danh sách được phép xuất khẩu do Cục Quản lý Chất lượng Nông Lâm Sản và Thủy Sản thuộc Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn nước ta công nhận. Từng lô hàng phải kèm theo chứng thư an toàn thực phẩm do Cục Quản lý Chất lượng Nông Lâm Sản và Thủy Sản cấp. Ngoài ra, Hải quan Trung Quốc còn yêu cầu thủy hải sản xuất khẩu của Việt Nam phải nằm trong danh mục 120 loài đã được đánh giá và cho phép nhập khẩu vào Trung Quốc. Chúng tôi mong rằng có cơ hội hợp tác và được các bạn giới thiệu nhiều đến các cái kênh phân phối khác để mong muốn rằng là chúng tôi có thể cung cấp những sản phẩm tốt nhất đến cho người tiêu dùng Trung Quốc. Theo Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn, các doanh nghiệp nên ưu tiên xuất khẩu thủy sản chính ngạch bằng đường biển. Vì thuế nhập khẩu chính ngạch giảm và tránh được rủi ro thanh toán, cũng như tránh rủi ro về an toàn thực phẩm và chất lượng lô hàng. Theo dự báo, nhu cầu tiêu thụ thủy sản của Trung Quốc sẽ vẫn tiếp tục tăng, nhất là vào các tháng cuối năm. Tuy nhiên, người Trung Quốc ngày càng ưa chuộng sản phẩm chất lượng cao, đảm bảo an toàn thực phẩm, đạt tiêu chuẩn như những thị trường khó tính khác. Thưa quý vị, tuy hoạt động xuất khẩu điều của nước ta trong 7 tháng qua thì đang gặp khó tại nhiều thị trường, khiến giá trị giảm tới gần 10%. Song tại thị trường Trung Quốc thì kim ngạch xuất khẩu điều của nước ta lại đang tăng cao đột biến. Những tháng gần đây thì tăng tới hơn 100%. Và theo Hiệp hội Điều Việt Nam thì hoạt động sản xuất và kinh doanh của ngành điều Việt Nam trong những tháng cuối năm nay và đầu quý 1 năm 2020 sẽ có nhiều những tín hiệu lạc quan. Thông tin này được đưa ra trong hội nghị tổng kết công tác thu mua niên vụ 2019 và sơ kết hoạt động của ngành điều 8 tháng đầu năm 2019 vừa được tổ chức tại thành phố Hồ Chí Minh. Theo Tổng cục Hải quan, chỉ trong tháng 7 này, các doanh nghiệp Việt Nam đã xuất khẩu trên 44.000 tấn điều nhân các loại, đạt kim ngạch xuất khẩu là 302 triệu đô la Mỹ. Tính tổng 7 tháng đầu năm nay, cả nước xuất khẩu được 240.000 tấn điều nhân, đạt 1,8 tỷ đô la Mỹ, với giá xuất khẩu bình quân là 7.538 đô la Mỹ trên 1 tấn. Như vậy, xét về giá trị giảm gần 10%, nhưng về lượng thì tăng 16% so với cùng kỳ năm ngoái. Cả năm 2018 là xuất khoảng 87.000 tấn thôi, nhưng mà 5 tháng đầu năm 2019 là riêng Bình Phước là đã xuất trên 40.000 tấn. Với số lượng xuất khẩu tăng, biên độ lợi nhuận của các doanh nghiệp đều ở mức về vốn và có lời, không phải chịu thua lỗ như năm ngoái. Thị trường điều nhân những tháng cuối năm được dự báo sẽ có rất nhiều thuận lợi, như nhu cầu tiêu thụ trên thế giới có thể tăng 10% đến 15%, sức mua tại các nước nhập khẩu mặt bằng chung đều tăng, nhất là Trung Quốc. Việt Nam á, chưa có một cái năm nào hết 7 tháng mà đã xuất khẩu tăng 50%. Cụ thể là những tháng gần đây, 3 tháng gần đây liên tiếp là mức độ tăng trưởng trên thị trường Trung Quốc trong mỗi tháng đều từ khoảng 100 cho đến 130%.
Thuận lợi là vậy, nhưng việc thiếu nguyên liệu điều chế biến luôn là mối lo ngại lớn nhất cho các doanh nghiệp. 7 tháng đầu năm nay, Việt Nam nhập khẩu 938.000 tấn điều thô. Từ đây đến cuối năm, các doanh nghiệp cần hơn 80.000 tấn điều thô nữa. Tuy nhiên, Hiệp hội Điều Việt Nam cho rằng số lượng này các doanh nghiệp có thể dễ dàng mua được với mức giá được dự báo từ 1.360 đến 1.400 đô la Mỹ trên một tấn. Doanh nghiệp này chiếm ít nhất là 40% thị trường điều thế giới. Chúng tôi rất là phấn khởi. Đó là doanh nghiệp Tân Long. Người ta đã mua năm 2019 trong vòng 6 tháng cuối, vào tháng thứ 7, người ta đã nhập 300 triệu đô la Mỹ. Đây là một cái rất là thành công của Việt Nam. Chúng tôi tự tin là điều nhập trong kho không phải lo lắng. Trong cái phân khúc nhập khẩu Việt Nam khoảng 80% đó thì có thể Tân Long sẽ lấn tới cái hướng tới 50% sản lượng đó. Có nghĩa là ở đâu đó khoảng 500.000 đến 600.000 tấn mỗi năm. Việc có doanh nghiệp Việt Nam chiếm lĩnh hơn 50% thị trường điều thô trên thế giới sẽ tạo thuận lợi rất lớn cho các doanh nghiệp sản xuất và chế biến điều trong nước, tránh được tình trạng bị các thương buôn nước ngoài ép giá. Dự báo trong năm 2019, ngành điều có thể xuất khẩu được 430.000 tấn điều nhân các loại, trị giá 5 tỷ đô la Mỹ. Ngành điều cũng đặt mục tiêu xuất khẩu năm 2020 tăng trưởng 8% so với năm 2019.